Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình hả? Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào chuỗi series dự đoán tháng 6 và trải bài đầu tiên sẽ là tổng quan năng lượng tháng 6 của các bạn. Thì ở đây mình có để ba đồ vật sẽ đại diện cho ba tụ bài. Thứ tự sẽ là 1, 2, 3. Thì các bạn hãy thả lỏng bản thân, hít thở sâu, có thể nhắm mắt và thiền một chút và các bạn chọn đồ vật thu hút các bạn nhất nha. Chúng ta sẽ vô trải bài ha. Hi, xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1, đây là đồ vật các bạn đã chọn. Hãy cùng xem tổng quan năng lượng tháng 6 của các bạn tụ bài số 1 ha. Các bạn tụ bài số 1. Chariot. Nạp sò. Queen of sò. Chính kiếm. Tám kiếm. Trong tháng này, các bạn tụ bài số 1 mình thấy là sẽ có một cái sự thay đổi trong cuộc sống của các bạn. Có một sự thay đổi nào đó. Có sự chuyển động, có sự di chuyển, có sự thay đổi. Bạn có thể là thay đổi công việc, quyết định dừng công việc ở công ty cũ và tìm kiếm cho mình những cơ hội mới. Hoặc là một số bạn đã tìm kiếm được cơ hội mới rồi và bây giờ các bạn chính thức vào, bắt tay vào làm việc ở nơi mới, đi trên cái hành trình mới đó. Trong tháng 6 này bạn cũng sẽ tiếp xúc với khá là nhiều người. Mình thấy ở đây với Knight of Swords và Queen of Swords thì họ đều là những người mà đầu tiên có một cái tương tác mang tính xã giao với các bạn. Có thể đó là đồng nghiệp hoặc là đối tác của các bạn trong công việc. Hai bên sẽ có nhiều câu chuyện để trao đổi với nhau, về khía cạnh, về thông tin, trao đổi với nhau về nội dung công việc, phối hợp với nhau trong cùng một đội nhóm. Hoặc là nếu một số bạn là gặp gỡ khách hàng thì bạn và khách hàng của bạn sẽ có nhiều dịp gặp gỡ và trao đổi thông tin để ký kết hợp đồng chẳng hạn. Có nhiều yếu tố liên quan đến thông tin, liên quan đến văn bản ở đây. Mình thấy ở đây cũng có thêm một cái năng lượng nữa, đó là các bạn khá là lo lắng. Các bạn khá là lo lắng, có thể là bởi vì các bạn bắt đầu vào một cái công việc mới. Một số bạn có thể là cái lĩnh vực này nó hoàn toàn mới so với những cái kinh nghiệm trước đây mà các bạn đã từng có. Hoặc là nó hơi quá sức với các bạn một chút. Có nhiều điều khiến các bạn bỡ ngỡ. Có nhiều điều mà các bạn cảm thấy không biết là mình có đủ khả năng làm được nó hay không, mình có làm tốt nó hay không. Có áp lực ở đây, mình thấy có áp lực ở đây. 9 kiếm, 8 kiếm. Đôi khi cũng có những vấn đề nào đó trong công việc của các bạn. Các bạn cảm thấy bế tắc. Các bạn không biết phải làm như thế nào. Thì lúc đó bạn hoàn toàn có thể hỏi và trao đổi với đồng nghiệp của các bạn. Mình thấy là bên này học so, khi học so bạn sẽ gặp được những người đồng nghiệp rất là năng động này, giỏi giang, thông minh, có khả năng giải quyết vấn đề, và sẽ cho bạn những lời khuyên, những lời tư vấn thông thái để bạn vượt qua được cái khó khăn ở bước đầu khi mà bạn làm công việc mới. Mà bạn chưa có đủ kinh nghiệm, hoặc là bạn bắt đầu vào một cái lĩnh vực nào đó hoàn toàn mới luôn, thì hãy tăng cường cái sự trao đổi và giao tiếp với mọi người ha. Thì hãy tăng cường việc giao tiếp, trao đổi thông tin với đồng nghiệp của các bạn. Ở đây mình thấy là đừng ngại hỏi, đừng ngại mọi người chê cười, hãy dám hỏi, để các bạn có thể hiểu được và có thể làm được tốt nhất cái công việc mà các bạn đang đảm đương trách nhiệm ha. Trong tháng này có thể là một số bạn sẽ học một điều gì đó mới, học một cái gì đó mới. Có thể là học một cái gì đó để bổ sung cho công việc hiện tại của các bạn. Hoặc là một số bạn sẽ học ngoại ngữ. Ở đây với Queen of Swords thì mình thấy là có thể các bạn sẽ học ngoại ngữ. Học thêm một
ngôn ngữ nào đó phục vụ rất nhiều cho công việc của các bạn hoặc cho cuộc sống của các bạn, hoặc là đơn giản các bạn học nó vì thích, vì các bạn thích. Hoặc là các bạn học bất cứ một cái lĩnh vực nào mà các bạn có hứng thú. Trong tháng này mình thấy có thể các bạn sẽ bắt tay vào học một ngoại ngữ, một ngôn ngữ, một mảng nào đó mới để hỗ trợ cho công việc của các bạn. Trước đây có thể là các bạn đã từng có cái sự yêu thích với nó rồi, đã từng tò mò về nó rồi, nhưng mà mình chưa sắp xếp được thời gian và mình cũng chưa thật sự có một cái động lực quá lớn để học nó. Còn bây giờ là đến cái thời điểm mà các bạn thật sự là muốn làm nó rồi, cho nên mình thấy là trong tháng này có thể một số bạn sẽ học một cái gì đó mới. Với năng lượng của các bạn ở đây, với những lá bài lên ở đây, thì mình cảm giác là trong tháng 6 này có một chút nào đó hơi nặng nề, không được vui vẻ, không được giàu năng lượng cho lắm. Có thể là bởi vì các bạn bị áp lực nhiều trong cuộc sống, các bạn lo lắng nhiều thứ, các bạn chăn trở với nhiều thứ về công việc mình đang làm, về con đường mà mình sẽ đi trong tương lai. Cho nên là trong tháng này có thể là cũng có một chút cái sự nặng nề ở đây, mình cũng thấy ở đây có thể là trong tháng này sẽ có một ai đó làm bạn buồn, làm bạn phiền lòng. Người đó có thể mang năng lượng của Queen of Swords, là một người bạn của các bạn, cùng hội nhóm với các bạn, hoặc là một người đồng nghiệp nào đó. Họ khiến cho các bạn cảm thấy tủi thân. Những cái lời nói nào đó vô tình của họ, tại vì Queen of Swords ở đây thì mình thấy là một người khá là thẳng tính. Họ không có giữ kẽ lắm, họ thấy gì thì họ nói điều đó thôi. Hoặc là họ kể về cuộc sống của họ, những cái điều mà họ có, với một thái độ rất là vô tư. Và họ không có chú ý đến cảm nhận của các bạn khi các bạn lắng nghe những câu chuyện đó. Thì cũng có thể là một số bạn sẽ gặp một cái tình huống mà các bạn phải nghe những chuyện mà các bạn không muốn nghe. Các bạn phải cảm thấy tủi thân. Có một chút cái sự so sánh nữa. Thì có thể là trong tháng 6 này một số bạn sẽ gặp cái tình huống như vậy, và cũng làm cho các bạn nặng nề đôi chút, cũng chích gờ các bạn, cũng làm cái chín kiếm của các bạn nó xuất hiện khi mà các bạn trở về căn phòng với chỉ có bản thân của các bạn thôi. Có thể các bạn sẽ cảm thấy tủi thân. Các bạn tủ bài số 1 ở đây, có thể là cuộc sống hiện tại của các bạn, mọi thứ nó chưa có thể gọi là có một cái gì đó ổn định và vững chắc, hoặc là có một cái thành tích nào đó nổi bật hay tiêu biểu cả. Bạn vẫn đang loay hoay trong cái hành trình mà tìm ra con đường, tìm ra lối thoát cho mình và để gây dựng cuộc sống của mình tốt đẹp hơn cho cái thời gian tới. Ở thời gian này mọi thứ chưa có hình thành một cách rõ ràng. Có thể là công việc của các bạn chưa ổn định, lương của các bạn chưa cao, các bạn chưa có một mối quan hệ tình yêu tốt đẹp, thì thế giới xung quanh có thể tác động đến các bạn và làm cho các bạn phiền lòng, làm các bạn phải suy nghĩ, làm các bạn phải chăn trở ở đây. Những lúc đó có thể là các bạn sẽ rất là muốn làm sao để mình bứt phá khỏi cái tình trạng đó. Sẽ có rất nhiều bạn trong tháng này là các bạn sẽ gặp chuyện buồn phiền, các bạn sẽ xách xe, các bạn dạo vòng quanh thành phố để các bạn giải tỏa những cảm xúc nó dồn nén bên trong bản thân của các bạn, những điều mà bạn không thể nói, không thể dễ dàng tâm sự với người khác được. Mình sẽ rút thêm oracle cho các bạn ha. Clarity. Với các bạn tụ bài số 1 ở đây, trong tháng 6 này có thể là một tháng chưa có nhiều niềm vui, chưa có nhiều cái gì đó gọi là hấp dẫn, thú vị dành cho các bạn. Các bạn vẫn phải trải qua cái sự chích gờ của 8 kiếm và 9 kiếm ở đây, vẫn đôi lúc cảm thấy bế tắc, vẫn đôi lúc cảm thấy buồn phiền tủi thân. Nhưng mà mình thấy ở đây thì
Nó là một điều cần thiết trong hành trình của các bạn, để các bạn giống như là các bạn gột rửa, các bạn làm sạch những cái năng lượng tiêu cực. Bởi vì khi mà các bạn muốn muốn gột rửa, muốn làm sạch những năng lượng đó thì các bạn lại cũng phải đối diện với nó. Các bạn cũng phải đối diện với nó thì các bạn đang làm việc này. Các bạn đang đối diện lại với nó để các bạn có thể gột rửa nó. Và từ đây nó mới tạo được ra những cái sự bứt phá, breakthrough. Từ sau cái khoảng thời gian này các bạn lấy lại được cân bằng và các bạn mới tạo được ra những sự bứt phá. Hãy tin vào tiếng nói bên trong của bản thân của mình, hãy tin tưởng vào bản thân của mình nhiều hơn ha. Nếu mà những lúc mà các bạn yếu lòng và những lúc mà các bạn cảm thấy rằng là cuộc sống của mình bất công á, hãy luôn tin vào, hãy luôn tin vào con đường của mình, hãy luôn tin vào bản thân của mình. Chắc chắn mọi thứ đang được sắp xếp, chắc chắn mọi thứ sẽ ổn, chắc chắn mọi thứ sẽ dẫn các bạn về con đường, dẫn lại các bạn đến cái đích mà các bạn cần đến thôi. Những cái điều tốt đẹp sẽ đang đợi các bạn ở phía trước. Các bạn đang tiếp tục chuyển hóa bản thân, evolution ở đây. Các bạn vẫn đang tiếp tục chuyển hóa bản thân. Trong cái hành trình chuyển hóa này, các bạn sẽ thấy được những cái điều kỳ diệu xảy ra. Các bạn từ bài số 1 ở đây thì mình thấy các bạn được khuyến khích là thay đổi góc nhìn. Các bạn được khuyến khích thay đổi góc nhìn. Không chỉ nhìn mọi thứ ở 8 kiếm và 9 kiếm mà hãy nhìn nó ở một cái góc nhìn khác hơn. 8 kiếm và 9 kiếm nó có ý nghĩa gì? Thì các bạn được khuyến khích như vậy ha. Mình sẽ rút một thông điệp cuối cho các bạn ha. Đây là thông điệp dành cho các bạn. Lắng nghe bản thân của mình và trân trọng sự thông thái đến từ bản thân của mình. Các bạn tụ bài số 1 ở đây. Trong tháng 6 là tháng mà các bạn sẽ được thử thách cái niềm tin vào bản thân. Dù là các bạn bắt đầu vào một công việc mới, các bạn bỡ ngỡ, các bạn có nhiều điều mà các bạn không biết, thì cũng hãy dũng cảm, hãy tin tưởng rằng bản thân của các bạn hoàn toàn có thể giải quyết được công việc đó, cho dù nó có khó khăn như thế nào đi chăng nữa. Hoàn toàn bạn có thể giải quyết được nó và bạn luôn có được cái sự hỗ trợ từ những người xung quanh và từ vũ trụ. Và hãy lắng nghe cả sự thông thái bên trong bản thân của các bạn nữa. Các bạn có câu trả lời. Các bạn có câu trả lời, các bạn có đáp án cho những khó khăn của mình. Các bạn có đáp án cho cái việc là tại sao cuộc sống của các bạn nó đang diễn ra như thế này mà nó lại không diễn ra giống như một người bạn nào đó của các bạn ha. Thì đó là trả bài của các bạn, tụ bài số 1. Tổng quan chung trong tháng 6 này, năng lượng của các bạn sẽ khá là mang cái tính chuyển động, mang sự năng động ở đây. Nhưng mà nó cũng có một chút sự áp lực và một chút sự căng thẳng. Nhưng mà hãy hiểu rằng là bạn đang trên cái hành trình chuyển hóa để dám tin tưởng vào bản thân của mình nhiều hơn. Và hãy tin bản thân của mình. Các bạn luôn có đáp án và các bạn có đầy đủ năng lực để làm tất cả mọi thứ mà các bạn mong muốn. Để các bạn đảm đương tất cả những cái cơ hội mà vũ trụ đem đến cho các bạn ha. Thì đó là trải bài của các bạn tụ bài số 1. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn tụ bài số 2. Xin chào tất cả các bạn chọn tụ bài số 2. Các bạn chọn đồ vật là viên đá. Hãy cùng xem tổng quan năng lượng tháng 6 của các bạn tụ bài số 2 ha. Mình sẽ bắt đầu từ Tarot trước. Tổng quan năng lượng tháng 6 của các bạn tụ bài số 2. 9 ly. Vua ly. 6 ly. Page of Pen. 2 ly. Các bạn tụ bài số 2 ở đây. Năng lượng trong tháng 6 của các bạn, tổng quan năng lượng tháng 6. Có thể nói là tháng 6 của các bạn là một tháng mà giàu cảm xúc. Mình thấy đây, giàu cảm xúc. Có nhiều niềm vui. Cụ thể là về chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm của các bạn nở hoa. Mình thấy chuyện tình cảm của các bạn nở hoa. Ở đây một số bạn sẽ là nếu mà trước giờ các bạn không có ai để tìm hiểu thì có thể trong tháng này vũ trụ sẽ gửi đến hai người, khuấy động cuộc sống tình cảm của các bạn, làm cho nó trở nên thú vị hơn, làm cho nó trở nên màu sắc hơn. Cả hai người đều có sự chân thành, đều có sự quan tâm, đều thật sự là
muốn có một cái mối quan hệ với các bạn. Một người mang năng lượng của King of Cups, một người mang năng lượng của Page of Pentacles. Cả hai người này mình đều cảm nhận được một sự ấm áp và chân thành dành cho các bạn, hướng đến các bạn. Không còn những câu chuyện mập mờ, không còn những câu chuyện lưng chừng hạnh phúc, không đi tới đâu nữa. Mọi thứ bây giờ đã rõ ràng. Cả hai người này họ đều thể hiện tình cảm một cách rõ ràng với các bạn. Họ không để cho các bạn phải đoán ý của họ. Họ không mập mờ, họ thẳng thắn và chân thành, là muốn tìm hiểu các bạn một cách nghiêm túc. Một số bạn còn lại sẽ là vòng tròn bạn bè của các bạn sẽ được mở rộng ra. Bạn sẽ gặp gỡ ai đó mới, những người bạn mới, lớn tuổi hơn cũng có, nhỏ tuổi hơn cũng có. Bạn bè xung quanh khu mà các bạn ở, khu nhà mà các bạn ở, hoặc là bạn bè ở cơ quan, ở đồng nghiệp, hoặc thậm chí là bạn bè thông qua một người bạn nào đó giới thiệu cho các bạn nữa. Mình thấy là trong tháng 6 này thì vòng tròn bạn bè của các bạn được mở rộng. Và tháng 6 này cũng là tháng mà mang đến nhiều niềm vui cho các bạn ở đây. Có 9 ly, có sự trọn vẹn, có sự đầy đủ về mặt cảm xúc. Bạn là cô gái ở đây. Cuộc sống của các bạn đang nở hoa. Cuộc sống của các bạn đang nở hoa với rất nhiều niềm vui, với rất nhiều điều kỳ diệu xảy ra trong cuộc sống của các bạn. Mình cảm thấy là trong tháng 6 này này, một số bạn sẽ khá là may mắn. Các bạn khá là may mắn. Có thể là các bạn cảm thấy cuộc sống của các bạn nó trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn thời gian trước đây rất nhiều. Bạn sẽ có được cái cảm giác của 6 ly, cái cảm giác tận hưởng, vui chơi, giống như là một đứa trẻ vậy. Bạn không băn khoăn nhiều về cuộc sống. Trong tháng 6 này mình thấy các bạn không băn khoăn nhiều về cuộc sống mà các bạn tận hưởng, giống như là một đứa trẻ vậy. Các bạn có lại được cái cảm xúc tròn đầy, cái cảm xúc mình sống trọn với từng phút giây ở hiện tại, giống như là khi các bạn còn nhỏ vậy. Cái cảm xúc đó sẽ sống lại bên trong bản thân của các bạn, và nó thu hút những cái điều tuyệt vời và kỳ diệu đến với cuộc sống của các bạn. Có nhiều thứ khiến các bạn hân hoan, khiến các bạn cảm thấy hạnh phúc, khi các bạn mỉm cười trong tháng này. Trong tháng này năng lượng của các bạn rất là ấm áp. Mình thấy là năng lượng của các bạn rất là ấm áp và tròn đầy. Có thể nói là có cái sự tròn đầy ở đây, tròn đầy và trọn vẹn. Và khả năng rất là cao, khả năng rất là cao sẽ có một số bạn tình yêu của các bạn đơm hoa kết trái. Tình yêu của các bạn đơm hoa kết trái. Nếu các bạn chưa có đối tượng, sẽ có người đến tìm hiểu các bạn. Nếu bạn đang thích ai đó, có thể người đó cũng dành tình cảm cho các bạn. Nếu bạn đã có một ai đó bên cạnh mình rồi, đã có người yêu rồi, thì tình yêu của các bạn nó sẽ càng ngày càng thăng hoa hơn, càng ngày càng thăng hoa hơn. Mình thấy có cái sự trọn vẹn ngọt ngào ở trong trải bài của các bạn, trong năng lượng tháng 6 của các bạn. Bây giờ mình sẽ rút thêm oracle cho các bạn ha. Tháng này là tháng của sự kết nối, giao lưu, gặp gỡ những người bạn mới, kết nối với những người mới, cả trong tình cảm bạn bè lẫn tình yêu. Có social invitation ở đây. Và đây là cũng là lá bài mà chỉ niềm vui, joy. Sẽ có rất là nhiều niềm vui đến với cuộc sống của các bạn. Bạn sẽ gặp được những người mà cùng hội cùng thuyền, cùng hội cùng thuyền, cùng sở thích, cùng hệ thống niềm tin, giá trị, nói chuyện rất hợp, chia sẻ với nhau rất hợp, có những cái khoảnh khắc rất là tuyệt vời. Bạn có thể là cho dù trước đây bạn hơi có sợ xã hội một chút, ví dụ như một số bạn sẽ là hơi có cái hội chứng sợ xã hội á, mình ngại tiếp xúc với người khác, mình ngại những cái sự phức tạp của xã hội bên ngoài, thường là các bạn né tránh những cái việc hội họp bạn bè, hoặc là đặc biệt là hội họp với những người mà cái mối quan hệ của các bạn không có thân thiết á, chỉ là nói với nhau những câu chuyện phiếm mất thời gian thôi, thì các bạn sẽ không thích. Nhưng mà trong tháng này thì các bạn thoát được ra khỏi cái cảm giác đó, bạn không sợ xã hội nữa. Bạn sẵn sàng đến và nắm tay kết nối với tất cả mọi người, và mọi người cũng ở trong cái tinh thần như vậy. Có thể gọi là thời điểm đúng đã đến.
thời điểm đúng đã đến, bạn thoát được khỏi cái vỏ bọc của các bạn, bạn thoát được khỏi những cái nỗi sợ của các bạn và những người mà các bạn gặp và tiếp xúc á, cái vòng tròn bạn bè sắp tới của các bạn cũng trở nên chất lượng hơn rất là nhiều. Mình thấy là chất lượng hơn. Cái điều đó nó cũng hỗ trợ cho cái việc mà tại sao các bạn có thể mở lòng được á. Bạn có thể cùng với một ai đó thực hiện chung một ước mơ. Thực hiện chung một ước mơ ở đây grow, giống như là hình ảnh ba con ngựa ở đây này. Bạn và một hội nhóm nào đó của các bạn sẽ thực hiện những điều lớn lao hơn, vĩ đại hơn, vì mục đích chung, tiến về phía trước vì một mục đích chung. Ở đây nó không chỉ đơn giản là những cái mối quan hệ xã giao thông thường nữa, mà nó là những cái mối quan hệ chất lượng và có mục đích và có đóng góp cho xã hội, có đóng góp tích cực cho xã hội. Mình thấy ở đây là vậy. Và đó là cái điều mà các bạn thật sự khao khát. Bạn thật sự muốn được trải nghiệm một cái mối quan hệ như vậy, một cái vòng tròn bạn bè như vậy, một cái xã hội như vậy. Khi mà tất cả mọi người sống ở một cái tinh thần tỉnh thức hơn, tâm linh hơn, hướng tới những cái giá trị tốt đẹp, hướng thiện và hướng tâm nhiều hơn, để cùng nhau thực hiện những điều tuyệt vời cho cuộc sống này. Đó là cái điều mà các bạn mong muốn. Còn những mối quan hệ mà chỉ ngồi với nhau nói về câu chuyện của showbiz, hoặc là nói về câu chuyện của ai đó, gọi là những câu chuyện phiếm, thì các bạn không hào hứng. Các bạn không hào hứng và các bạn còn cảm thấy là bị suy kiệt năng lượng khi mà tham gia vào những môi trường như vậy. Mình sẽ rút một thông điệp cuối dành cho các bạn, tụ bài số 2 ha. Đây, lá Oracle cuối dành cho các bạn, cũng là chốt lại tinh thần chung, năng lượng chung trong tháng 6 của các bạn. Cuộc sống của các bạn là một dòng suối, một dòng chảy của những sự kỳ diệu. Đó chính xác là năng lượng trong tháng 6 của các bạn. Những cái điều kỳ diệu, những điều tuyệt vời, những điều suôn sẻ, thuận lợi, may mắn, những người phù hợp, những cơ hội phù hợp sẽ chảy vào cuộc sống của các bạn, đem đến cho các bạn trải nghiệm rất là tuyệt vời trong tháng 6 này. Thì chúc mừng các bạn tụ bài số 2 ha. Năng lượng của các bạn rất là tuyệt vời, ấm áp và mang tính lan tỏa rất cao. Hãy tận hưởng nó nha. Thì đó là trả bài của các bạn tụ bài số 2. Bây giờ mình sẽ chuyển sang các bạn tụ bài số 3. Hi, xin chào tất cả các bạn chọn tụ bài số 3. Đồ vật các bạn chọn là sticker. Và tổng quan năng lượng tháng 6 của các bạn. Các bạn tụ bài số 3. 8 kiếm. Các bạn cũng có 8 kiếm giống như các bạn tụ bài số 1. Justice. 9 kiếm. Page of Wands. Và cuối cùng là The Star. Đây là trả bài của các bạn tụ bài số 3. Các bạn tụ bài số 3 tổng quan năng lượng trong tháng 6 của các bạn. Với các bạn tụ bài số 3 ở đây, mình thấy là các bạn có một cái năng lượng có thể là vào những tuần đầu tiên, tuần 1, tuần 2 của tháng 6, các bạn khá là giống các bạn tụ bài số 1 lúc nãy. Có thể một số bạn chọn tụ bài số 3 ở đây, các bạn cũng chọn tụ bài số 1. Các bạn có sự bối rối, có việc cảm thấy bế tắc, có việc cảm thấy băn khoăn, không biết phải làm như thế nào, không biết phải đi như thế nào, không biết phải làm cái gì mới tốt cho mình và cho tất cả mọi người. Các bạn cảm giác có một chút bất lực, không một chút bất lực ở đây. Mình thấy là các bạn cảm thấy áp lực, các bạn cũng cảm thấy áp lực giống như các bạn tụ bài số 1. Cũng có thể các bạn, cũng giống như các bạn tụ bài số 1 luôn, các bạn bắt đầu một công việc mới, bắt đầu một lĩnh vực mới. Hoặc là các bạn đang phải trong cái khoảng thời gian chuyển giao của cuộc đời, có nghĩa là các bạn đứng trước những quyết định quan trọng trong cuộc đời của mình. Hoặc là đang ở trong cái giai đoạn mà gọi là điểm chững của đồ thị hình sin. Trước khi mà các bạn bứt phá lên cao được thì các bạn phải có cái điểm chững này. Và cái điểm chững này nó làm các bạn khá là căng thẳng, cảm thấy khá là căng thẳng. Có chín kiếm ở đây, có nhiều nỗi lo. Có nhiều nỗi lo, có nhiều sự lo lắng, có nhiều sự trăn trở, có nhiều sự băn khoăn đối với các bạn.
Và mình thấy với các bạn từ vài số bài ở đây thì tầm 2 tuần cuối của tháng 6, tuần thứ 3, tuần thứ 4 của tháng 6, các bạn sẽ tìm được ra cái giải pháp của mình. Các bạn sẽ tìm được ra lối đi. Với các bạn thì các bạn sẽ trăn trở nhiều hơn các bạn tụ bài số 1. Có thể ở đây các bạn trăn trở về con đường riêng của các bạn, chứ không phải là giống như các bạn tụ bài số 1, là các bạn tụ bài số 1 các bạn phải gọi là tìm ra cái giải pháp trong cái việc mà các bạn phối hợp với nhiều người. Thì đối với các bạn tụ bài số 1, cái việc đơn giản của các bạn đó là trao đổi nhiều hơn, rõ ràng về thông tin, trao đổi và rõ ràng về thông tin. Còn đối với các bạn ở đây và các bạn trăn trở về con đường riêng của các bạn, con đường trong tương lai của các bạn, thì nửa cuối tháng 6 các bạn sẽ tìm được ra đáp án. Play of One và The Star ở đây. Nửa cuối tháng 6 các bạn sẽ tìm được ra đáp án, các bạn sẽ biết là các bạn phải làm gì tiếp theo. Các bạn đưa được ra sự lựa chọn của mình. Có một cái sự chuyển hóa năng lượng rất là mạnh mẽ đối với các bạn tụ bài số 3 ở đây. Nửa đầu tiên của tháng 6 là một năng lượng tĩnh, với rất nhiều suy nghĩ, với rất nhiều băn khoăn, với rất nhiều trăn trở. Và nửa cuối tháng 6 đó là sự bứt phá, sự vùng lên, sự tin tưởng, sự hy vọng. Có thể gọi là năng lượng của các bạn nó xoay cực, nó đảo chiều, khác nhau 360 độ luôn. Rất là khác, rất là khác. Từ tiêu cực sang tích cực, từ trầm lắng ảm đạm sang đầy năng lượng, đầy sức sống. Có lẽ là các bạn đã thông được tư tưởng của các bạn trong cái quá trình mà có cái chiếm kiếm ở đây này, với rất nhiều trăn trở, với rất nhiều suy nghĩ, các bạn cũng biết cái cách để các bạn chiêm nghiệm, cân nhắc, soi chiếu mình với thế giới xung quanh để tìm được ra đáp án của mình. Cho nên là cái điều tốt tốt đẹp đến với các bạn thôi. Tư tưởng của các bạn thay đổi, nhận thức của các bạn thay đổi, và thế giới xung quanh của các bạn cũng thay đổi. Có thể nói là các bạn đã sẵn sàng. Mình thấy với các bạn tụ bài số 3 đây, các bạn đã sẵn sàng cho cái hành trình mới rồi. Chỉ còn một chút còn làm các bạn băn khoăn thôi. Chỉ còn một chút gọi là công tác tâm lý, công tác tư tưởng thôi. Còn bạn đã tìm được ra cái lối đi cho mình rồi, bạn đã biết là mình cần phải làm gì rồi. Bạn chỉ còn một chút cần phải làm việc với tinh thần của mình, cần phải làm việc với những nỗi sợ của mình. Chỉ vậy thôi là các bạn sẽ thay đổi được. Năng lượng của các bạn sẽ đảo chiều. Lên sinh Illumination. Chính xác. Các bạn tiếp tục lên sinh, các bạn tiếp tục gọi là thải độc. Thải độc. Bỏ qua những cái năng lượng tiêu cực này, những suy nghĩ mà hướng các bạn về nỗi sợ này, cảm giác bất an, lo lắng này, các bạn phải bỏ qua nó, các bạn buộc phải buông bỏ nó. Khi các bạn muốn làm một cái điều gì đó của bản thân của các bạn không thể ở trong một cái năng lượng bấp bênh được, bởi vì như thế các bạn sẽ cái năng lượng của các bạn nó không có ổn định, và các bạn cũng ngăn cản luôn cả những gọi là những cái năng lượng hỗ trợ của vũ trụ gửi đến các bạn, bởi vì các bạn ở trong cái năng lượng quá bấp bênh. Lúc thì các bạn rất là muốn bứt phá, vươn lên. Lúc thì các bạn lại cảm thấy rụt rè, nhút nhát. Rồi khi mình lại cảm thấy là cuộc sống của mình nó bất công, mình tủi thân khi mình so sánh với bạn bè. Họ đã dũng cảm thực hiện ước mơ của họ rồi, nhưng mà bản thân mình thì lại không dám bứt phá để vươn lên. Thì các bạn không thể ở trong cái năng lượng đó được, các bạn buộc phải chọn một. Và các bạn được khuyến khích chọn tình yêu chứ không chọn nỗi sợ. Các bạn được khuyến khích là hãy chọn cái phương án liều lĩnh hơn một chút, mạo hiểm hơn một chút, nhưng mà nó làm cho bản thân của các bạn cảm thấy thỏa mãn. Thì khi đó các bạn mới để cho cái energy flow, energy từ vũ trụ chảy vào cuộc sống của các bạn được. Phải tiếp tục thải độc, bỏ qua những năng lượng tiêu cực, bỏ qua những suy nghĩ mà kéo các bạn xuống, những suy nghĩ mà chỉ giới hạn tiềm năng của các bạn thôi, và bắt các bạn sống một cuộc sống nhạt nhẽo, bắt các bạn sống một cuộc sống nhạt nhẽo. Và khi các bạn đã sẵn sàng, dũng cảm, và các bạn sẽ tìm được ra cái giải pháp thôi. The Star sẽ đến với các bạn sẽ tìm được ra cái giải pháp là mình nên làm như thế nào cho mọi thứ nó trôi chảy nhất, cho mọi thứ nó thuận lợi nhất, mình nên chuyển giao nó như thế nào. Còn nếu mà các bạn tiếp tục khóa bản thân mình trong những cái năng lượng tiêu cực
Thì một khi mà các bạn đã muốn bứt ra, các bạn đã muốn làm rồi, các bạn muốn bứt ra thì thường các bạn không có thời gian để chuẩn bị nữa. Các bạn không có thời gian chuẩn bị nữa. Đó sẽ là trường hợp mà một số bạn là đột ngột nghỉ việc. Đột ngột nghỉ việc mà mình chưa có một cái phương án thay thế. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn không chịu được nữa. Các bạn được thúc các bạn được thúc ép, các bạn phải đi rồi, các bạn không thể ở lại chỗ cũ được. Thì không nên, mình không nên như thế. Mình biết đằng nào mình cũng thay đổi, mình biết đằng nào mình cũng muốn sống theo cái điều mà mình mong muốn rồi, thì mình hãy dũng cảm hơn và mình có một cái phương án chuẩn bị sẽ tốt hơn là mình để cho tình huống nó trở nên quá gay gắt, trở nên quá căng thẳng rồi và mình không thể ở lại trong cái tình huống đó nữa. Để khi mà cái tòa tháp nó sụp đổ thì các bạn phải nhảy ra bên ngoài, và các bạn không có ô, không có dù, không có đệm, không có một cái gì đỡ các bạn cả. Và lúc đó thì hậu quả nó khá là tàn khốc. Thì ở đây các bạn được khuyến khích là tiếp tục bỏ qua những cái năng lượng tiêu cực, không tập trung vào nỗi sợ, tập trung vào cái điều các bạn mong muốn, tập trung vào niềm tin. Các bạn ở đây, các bạn được khuyến khích là hãy lắng nghe tiếng lòng của mình nhiều hơn này. Hãy tin vào thế giới nội tâm nhiều hơn, hãy tin vào những cái gì mang tính divine, mang tính thiêng liêng, mang tính tinh thần, mang tính tâm linh. Một gọi là một khái niệm vô hình nào đó chúng ta không nhìn thấy được, nhưng mà nó vẫn hàng ngày tác động lên cuộc sống của chúng ta. Các bạn được khuyến khích tin vào tâm linh, tinh thần nhiều hơn để các bạn có thể dám sống, dám sống với tối đa tất cả những cái tiềm năng mà các bạn có. Và mình sẽ rút một thông điệp cuối cho các bạn, cho các bạn tụ bài số 3 ha. Đây là thông điệp cuối của các bạn. Các bạn nên có một cái thói quen là tin vào những cái điều thiêng liêng, tin vào những cái điều tốt đẹp, những cái điều mà làm cho bản thân của các bạn cảm thấy tốt, cảm thấy tốt hơn về mình, tốt hơn về cuộc sống mỗi ngày. Và cho phép gọi là cơ thể của bạn, từng tế bào của các bạn được ở trong cái tần số rung của nó. Hãy dám tin tưởng, hãy tin vào những cái điều thiêng liêng, hãy tin vào những cái điều tốt đẹp, hãy tin vào cái ý nghĩa to lớn hơn của cuộc sống này mà bạn đang trải nghiệm thông qua cái vai diễn của các bạn. Và hãy để cho cơ thể của các bạn, tinh thần của các bạn, tất cả những tế bào của các bạn nó được ở trong cái tần số rung đó. Nó là cái năng lượng tiềm năng lớn nhất mà giúp cho các bạn phát triển và đi về phía trước, giúp các bạn không bao giờ phải cảm thấy hối hận hay hối tiếc về một điều gì. Người ta thường hối tiếc về những cái gì mà mình chưa làm nhiều hơn là những cái gì mà mình đã làm. Thì đó là trả bài của các bạn tụ bài số 3 ha. Với năng lượng của các bạn tụ bài số 3 ở đây, mình thấy là nửa đầu tiên của tháng 6 vẫn có những sự băn khoăn, vẫn có những sự trăn trở, vẫn có những sự hồ nghi về cái điều mình mong muốn. Vẫn muốn chơi an toàn nhiều hơn, nhưng mà nửa cuối tháng 6 các bạn quyết định là các bạn phải thay đổi, các bạn phải bứt phá, các bạn phải đi lên, các bạn không ở trong cái năng lượng này được. Và các bạn sẽ để cho cơ thể của các bạn, từng tế bào của các bạn hòa nhịp với năng lượng tiềm năng cao nhất để giúp cho các bạn được trải nghiệm những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất, trải nghiệm một cuộc sống rực rỡ nhất mà các bạn có thể trải nghiệm. Thì đó là trả bài của các bạn tụ bài số 3 ha.